bài tập này thì các bạn sử dụng tông màu lạnh. Vì bài tập này chủ đề nói về thiên nhiên, vì vậy chúng ta sử dụng tông màu theo gam màu xanh. Sau đó các bạn sẽ vẽ các hình phụ chạy song song phía trên và phía dưới mẫu trang trí này. Và thực hiện việc tô màu cho đối tượng. Các bạn di chuyển chiều ngang và lưu ý nhớ nhấn giữ phím Ctrl và sao chép thêm một đối tượng, lặp lại bằng phím Ctrl D. Sau khi chúng ta đã thực hiện những hoa văn vòng tròn thì các bạn có thể sử dụng chức năng là giãn đều các đối tượng này. Sau đó các bạn sẽ sao chép nhóm phía trên xuống phía dưới. Tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện phần chính diễn tả hoa lá và chạy trên đường lượng. Các bạn sẽ vẽ hình chiếc lá với công cụ freehand. Các bạn có thể biến tấu chiếc lá khác, nhưng ở đây bài tập này thì chúng ta sử dụng hình thể tương đối đơn giản. Sau đó các bạn sẽ sao chép và lặp lại bằng phím Ctrl D. Chúng ta sẽ canh phía dưới với phím B. Sau đó các bạn sẽ thực hiện việc tô màu cho chiếc lá này từ đậm cho đến lợt với màu xanh lá cây. Chúng ta
có thể pha với phím Ctrl để giảm hoặc là tăng màu của đối tượng sáng hơn. Sau đó các bạn sẽ đưa vào trên mẫu trang trí của mình và xoay nghiêng. Và chúng ta sẽ lật đối xứng theo chiều ngang. Các bạn có thể thay đổi và xoay đối tượng cho nghiêng hơn. Sau đó chúng ta có thể phóng lớn đối tượng này, thu nhỏ lại theo chiều ngang. Và các bạn sẽ lật đối xứng theo chiều ngang. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ đối tượng ở giữa. Với đối tượng này thì các bạn cũng vẽ một bên, sau đó một chút các bạn sẽ lật đối xứng. Và các bạn sẽ nhóm bằng lệnh combine và nối hai nốt hở thành một. Các bạn cũng tô màu cho đối tượng. Các bạn có thể thực hiện việc tô màu từ màu sáng cho đến màu đậm hơn. Sau đó các bạn sẽ thu nhỏ đối tượng này lại và sử dụng chức năng lật dọc. Sau đó các bạn thu nhỏ đối tượng lại và thu theo chiều dọc và dời đối tượng xuống phía dưới. Các bạn có thể thay đổi hình dạng của đối tượng này lại một chút. Và tô màu đỏ cho đối tượng. Ở đây các bạn sẽ nhấn mạnh để làm nổi bật trên nền màu xanh lá cây. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ thêm đối tượng còn lại.
và tô màu chuyển sắc cho đối tượng này. Với kiểu tô màu radiant, tô tỏa tròn. Và sau chét theo chiều ngang. Tiếp theo các bạn sẽ tạo đường lượng và chúng ta cũng tô màu xanh lá cho đối tượng. Sau đó các bạn sẽ sao chép những đối tượng này theo chiều ngang. Và lật dọc, lật đối xứng dọc. Để chúng ta lặp lại các họa tiết này. Các bạn sẽ lật đối xứng ngang và lật lên theo chiều dọc.